con bái mày không chơi bởi vì bọn đoan bái nó không nghịch mấy, bởi vì đông lỗ nó mới nghịch. Mày chắc cũng nghịch quá, bố mày đang nghỉ đúng không? Đâu em không thích học nữa. Nhà nào cơ? Làm sao? Ờ. Không vào bây giờ nó biết tướng rồi. Thằng hay đi câu thành đạt đây đúng không? Hả? Thằng hay đi câu thành đạt đây đúng không? Đâu, thằng Nam Giao là ít tuổi cơ mà. Ông nhỏ thôi, ông kia này to đấy. Ông kia này là mặt nạ thôi. Ít nhỏ thôi. Như này thôi. Ông kỳ trong quân đội mà hôm nay anh đi. Hả? Ông nghỉ suốt đi gì? Đâu, từ 6 đến 7 giờ đi về.